Nếu bạn đam mê tốc độ hay chẳng những là về tính năng an toàn thì chắc chắn là không thể bỏ qua được một chiếc BMW 523i. Sản xuất và đăng ký là 2010 nhưng mà lăn bánh thì chỉ có 70.000 km thôi. Và hôm nay em Hồng Ngọc xin được gửi đến quý vị anh chị một chiếc xe trong phân khúc sedan hạng D. Và với cái mức tiền mà quý vị anh chị bỏ ra thì sẽ chỉ mất khoảng tầm hơn 600 thôi là đã sở hữu được một khối động cơ với những tính năng an toàn đã từ rất lâu rồi, nhưng mà chiếc xe nó đã đáp ứng được ngay từ những năm hơn 10 năm về trước đấy ạ. Và để theo dõi hết video thì mọi người hãy theo dõi hết video cùng em nhé. Đây, em sẽ mời quý vị anh chị cụ thể hơn về chất liệu của chiếc xe. Với thiết kế ở phần đầu xe thì chúng ta có thể nhìn thấy cho em là những cái thanh nan cũng như là phần ở cản trước đấy ạ, thì vẫn còn rất là bóng bẩy đúng không ạ? Mặc dù là chiếc xe đã hơn chục năm rồi mà về chất lượng chiếc xe thì nó cũng theo năm tháng, nhưng được cái là chiếc xe này lại đi ít hơn so với số năm sử dụng rất là nhiều. Nên chính vì vậy mà khách hàng lựa chọn đến dòng BMW này thì cũng đã thể hiện được cái tầm đẳng cấp của khách hàng rất là nhiều. Và với thiết kế ở phần đầu xe, chúng ta sẽ có thiết kế đặc trưng nhất của BMW, đó là hai phần lưới tản nhiệt thiết kế hình ô cửa sổ đúng không ạ? Đó, em sẽ tiến luôn cho quý vị anh chị vào phần lốp của xe để mọi người có thể trải nghiệm được sẽ trận cảnh hơn. Bạn cameraman sẽ đi chậm lại một chút để mọi người có thể nhìn được chi tiết hơn giúp mình nhé. Đó, và với lốp lát thì mọi người có thể nhìn thấy cho em là lốp vẫn còn khá là dày dặn. Tuy nhiên là nó cũng có dấu hiệu của thời gian rồi. Và gai hay là râu của phần bánh lốp thì vẫn còn y nguyên. Đồng thời thì với thiết kế la răng là đa chấu thì chiếc xe tạo nên điểm nhấn rất là thể thao. Và tiếp đến ở phần thân xe thì chúng ta sẽ có một cái phần đèn báo thì tạo nên cái điểm nhấn trên chiếc xe, tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng có một cái cá tính rất là riêng đúng không ạ? Đi chạy dọc thân xe thì chúng ta sẽ có phần nẹp chrome cong ở tất cả những phần khung cửa để nên tạo nên cái sức hút trên chiếc xe, nó vừa sang hơn rất là nhiều. Bây giờ thì em sẽ tiến luôn vào phần cốp của xe để quý vị anh chị trải nghiệm được trọn vẹn hơn. Đặc thù của phiên bản BMW 523i này thì em Ngọc đã được đọc qua là với thiết kế này là thiết kế đẹp nhất trong phiên bản 5 series đấy ạ. Và đúng là cái thiết kế được bình chọn đẹp nhất thì nó cũng phải có cái tầm nhìn nó khác hẳn đúng không ạ? Và điểm nổi bật nhất chúng ta có thể nhìn thấy là phần đèn hậu với thiết kế to bản và vuông thì tạo nên chiếc xe thêm cái điểm nhấn rất là lịch lãm đúng không quý vị anh chị. Đồng thời thì chúng ta sẽ cũng có một cái thiết kế hơi bị lệch nhau một chút nhưng mà nhìn lại tổng quan lại rất hài hòa, đó là phần ống xả thì chúng ta sẽ chỉ có là hai ống xả một bên thôi. Ngoài ra về tính năng an toàn thì chúng ta sẽ có tận là 4 con mắt cảm biến nhá, để có thể vận hành trên xe một cách êm ái. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có điểm trừ là chiếc xe này không có cam lùi đâu. Đó nên là bác nào mà lái lâu năm rồi thì là ok, nhưng mà bác nào lái mới thì chỉ cần độ thêm thôi, không quá nhiều chi phí cả. Bây giờ em sẽ đi vào phần keo chỉ của xe nhé, để cho quý vị anh chị có thể xem được một chiếc xe là hơn chục năm rồi thì keo chỉ thế nào. Đấy, keo chỉ trên xe này. Tiếp theo thì phần răng cao su thì mọi người nhìn giúp em, phần răng cao su hay là bất cứ ở góc cách nào của xe thì cũng đều được nguyên bản, vì trước khi nhập bán về thì bên em cũng đều phải kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Bây giờ em sẽ tiến luôn vào phần khoang máy đằng sau của xe thì chúng ta sẽ có một khoang chứa đồ tương đối là rộng vì xe cũng là phân khúc xe nặng D rồi. Bây giờ thì mời quý vị anh chị sẽ tiến luôn vào phần khoang nội thất của xe để xem chất lượng ghế da thì sẽ như thế nào nhá, sau hơn 10 năm sử dụng. Với chất liệu ghế da thì mọi người có thể nhìn thấy cho em là chất liệu ghế da tuy là đã sử dụng hơn chục năm rồi mà vẫn còn rất là dày dặn và không có bất cứ dấu hiệu trùng nào nhá. Đây, bạn cameraman có thể quay gần và giúp cho em. Đấy, để các bác có thể xem ở xa cũng nhìn rất là kỹ. Với tông màu là tông màu kem thì rất là sang rồi. Tuy nhiên thì cũng có cái điểm trừ là chúng ta sẽ phải vệ sinh sạch sẽ hơn một chút đúng không ạ? Bây giờ em sẽ tiến luôn vào trong phần khoang lái nhá. Với phần khoang lái của xe thì mọi người có thể nhìn thấy cho em là chúng ta sẽ
tương đối những cái đồ option trên xe rồi, từ phanh tay điện tử này cho đến auto hold, hay là những cái thiết kế tuy là nhỏ thôi nhưng mà tạo nên điểm nhấn trên chiếc xe rất là sang. Nó cũng đã có dấu hiệu của thời gian ở những nút bấm rồi, nhưng mà cái này thì em nghĩ là mình quan trọng sẽ chủ yếu về chất xe cho em nhé. Và đồng thời thì phần vô lăng thì chúng ta sẽ có những tính năng như là cruise control rồi, cũng như là nãy chuyển bấm trên màn hình tích hợp. Bây giờ em sẽ mở thêm phần máy, khoang máy để cho quý vị anh chị kiểm tra được rõ hơn nhé. Kéo hộ chị cái phần giật ở dưới, chỗ cái đen đen nhỉ, đấy kéo lên. Ok, bây giờ sẽ mở cho quý vị anh chị phần khoang máy của xe. Với phần khoang máy của xe thì khối động cơ 2.0, nếu mà để so sánh với những đối thủ cùng phân khúc thì BMW sẽ là một trong những đối thủ nặng ký nhất về khi mà tăng tốc lên 100 km thì chiếc xe này chỉ mất 6,7 giây thôi. Và nếu mà để so sánh giữa những phân khúc của Mercedes hay là Audi thì BMW sẽ là dòng xe mà được tăng tốc nhanh nhất cũng như là độ bám đường rất là ổn, quý vị chị nhé. Và nếu mọi người muốn trải nghiệm chiếc xe này thì hãy qua trực tiếp showroom bên em để mình có thể kiểm tra xe một cách kỹ càng, cũng như là trải nghiệm lái thử một chiếc xe đem đến cái cảm giác lái rất là bốc. Và không phải chỉ những bốc mà chúng ta sẽ còn rất là đã cái đam mê và tốc độ, đúng không ạ? Và đó là một chiếc xe BMW 523i 2010 và đi chuẩn là 70.000 km thôi quý vị anh chị nhé. Và giá bán của em nó thì chuẩn là hơn 600 một xíu thôi. Nên quý vị anh chị có cân đối cụ thể với chiếc xe này thì hãy để số điện thoại để em tư vấn anh chị được trọn vẹn nhất. Và rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi những phút cuối của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.